Chị Phương hả mẹ? Tên cô là Nguyễn Thị Thu Ngân. À, Nguyễn Thị Thu Ngân. Tên cô là Nguyễn Thị Thu Ngân. Còn bình thường con sẽ gọi là Ngân thôi. Cô Ngân. Cô Ngân thôi. Bây giờ con sẽ giới thiệu tên cho mình và tuổi mẹ nhé con nhé. Tên của con là Đào Trần Linh Đan. Tên ở nhà của con là là Thỏ. Con có một tên mới nữa là Châu Tây cô ạ. Bây giờ con sẽ giới thiệu tuổi nha. Con năm nay con lên 6 tuổi. Thường chị con cứ cãi con là con lên 7 tuổi ấy cô ạ. Bây giờ con cho cô xem mấy bài học con làm rồi nhá. Đây là bài học con làm rồi. Bài 2 với cô ạ. Đây. Có đúng không cô? Đây này. Cái này chị con dạy con là nối. Còn cái này là viết số. Còn cái này là tô màu cô ạ. Bây giờ con rửa sang sang nữa nhá. Đây là con học cô ạ. Con học viết đấy. Đây này, cần cái từ cái bộ. Nhưng cái này con viết hơi nhạt nhạt thôi cô ạ. Con không sao đâu cô. Đây. Con viết hết rồi cô ạ. Bây giờ kết thúc bài học rồi cô ạ. Con chào cô ạ. Đọc bài nữa mà. À đúng rồi, con quên mất con đọc bài đã cô ạ. Đây. Đây là Phở U Phu Mạc Phụ Mờ. À ở mờ âm Phụ âm B, G, D. Đọc cái này nha. Con không biết được mẹ. Đây là tờ Y. À cô ơi, vừa nãy mẹ con bị dừng đây mà. Nên không sao đâu cô ạ. Đây là tờ Yên Tiên Sắc Tiếng. Còn đây con sẽ đọc cái này nha. B A ba ba B O bo bo B O bo bo B O bo bo B E b b B E b b B I b b B U bu bu B U bu bu. Bây giờ con sẽ đọc giờ nhé cô nhé. Giờ A ra ra giờ O ra ra giờ O do do giờ O do do giờ E ze ze giờ E ze ze giờ I ze ze giờ U du du giờ U du du. Bây giờ con sẽ đọc đờ cô ạ. Đờ A da da đờ O do do đờ O do do đờ O do do đờ E de de đờ E D D D I D D D U D U D D D U D D. Con đọc xong cái này rồi con đọc cái này nhá. Con đánh vần xem là gì. D U D Viền từ. Đây là từ cô ạ. Con sẽ đọc cho cô nghe. D O Dô ngã rỗ B E B sắc bé. Đọc hàng lâu là... nữa. Ô, con quên mất đọc cái này trước nhỉ. B U D U D U D
cô đu hỏi đủ đủ là đu đủ quả b e b b b e b sắc bé bé đây là b bé b e b b đây là b b o b b đây là b b b e b sắc bí đờ a đờ hải đỏ đây là bí đỏ đờ ô đô ngã đỗ có phải đỗ không đờ ô đây có phải đờ không a dô ô dô ngã dỗ b e b sắc bé đây là gỗ bé d d i d d d a da huyền đà đà đi đà e g e z Huyền dè E dè E dè là gì à mẹ? E dè là là hơi nhút nhát, cẩn thận quá. Bây giờ các chị đặt tiếp. Hết đâu, vẫn còn một từ nữa mà con. Con biết mà. Thì con đọc đi. Con bảo con đọc tiếp mà. B E B bé b e b sắc bé 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 bây giờ con sẽ đọc cái này nha ở u âu cờ âu câu đây là câu b a ba hiền bà cờ o co sắc cỏ cờ đ ô đô ngã đỗ đ đ o đo hỏi đỏ bà có đây là bà có c a ca ca bà có ca đỗ đỏ anh đọc tiếp cái này nha. Đây là gì? Ơ hỏi ở ở bờ ơ bơ huyền bờ đ e d d cờ o ca sắc cỏ cỏ g e z sắc dế đây là ở bờ bê có dế. Bây giờ con kết thúc tại đây rồi. Con tạm biệt cô và chúc cô ngủ ngon nhé. Bye bye.